Mục tiếp theo của chúng ta thì sẽ nói về quản lý các đối tượng, thao tác các đối tượng ở trong Corel. Đầu tiên là các cái vấn đề group, ungroup các đối tượng. Thì như các bạn biết là một cái bản thiết kế thì nó có rất là nhiều đối tượng khác nhau, chứ không phải là vài hình vuông hình tròn với nhau mà cứ xếp ra như chúng ta vừa làm ví dụ. Và nếu mà chúng ta nhìn một cái thiết kế mà chúng ta nói rằng là nó phức tạp thì đúng là nó phức tạp, nhưng nếu mà chúng ta nhìn nó theo một cái cách thật là giản đơn thì chúng ta cũng có cách diễn giải nó rất là giản đơn. Thiết kế chẳng qua là chúng ta sắp xếp và chúng ta tổ hợp các cái đối tượng đơn giản trở thành một cái gì đó phức tạp hơn. Thế còn từ các cái đối tượng mà phức tạp hơn đó lại tổ hợp với nhau lại trở thành thứ phức tạp hơn nữa, và nhiều thứ phức tạp hoặc là giản đơn sắp xếp với nhau trong một bố cục thì nó sẽ trở thành một cái bản thiết kế hoàn chỉnh. Thế thì cái thao tác mà sắp xếp rồi thì nhóm với nhau trở thành những cái đối tượng phức tạp dần lên đó thì chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều. Thế nhưng mà sau khi mà sắp xếp xong trở thành một tổ hợp rồi thì cái tổ hợp đó nó có giữ được cái sự gắn bó với nhau để thành một cái đối tượng mà phức tạp hơn những cái đối tượng gốc ban đầu hay không. Thì chúng ta quan sát như thế này, tôi có một đối tượng đó, ví dụ tô màu đỏ đi, một đối tượng thứ hai tô màu vàng đi, một đối tượng thứ ba tô màu xanh đi, ví dụ thế. Bây giờ ba đối tượng này sau khi tôi làm thì tôi tạo ra nó xong thì tôi mới sắp xếp nó lại trở thành một một nhóm với nhau đấy, và đây là cái kết quả sắp xếp của tôi. Bây giờ tôi hài lòng về cái sự tổ hợp này rồi, để nó tạo thành một cái thứ mới rồi. Thế nhưng mà rõ ràng rằng là đây vẫn là các đối tượng rời riêng rẽ với nhau, không có gắn bó gì, không có liên quan gì cả. Khi mà tôi chọn tất cả đám như thế này bằng cách vẽ ra một cái marquee, tạo ra một vùng chọn như thế này, hoặc tôi giữ shift tôi chọn từng từng đối tượng một chẳng hạn, thì khi mà cái tay nắm điều khiển này vẫn còn chịu bao quanh tất cả các đối tượng thì nó đang được coi như là một đó. Khi tôi chọn nó, tôi kéo nó, tôi di dịch nó, tôi transform nó, vân vân, thì nó hoạt động như là một đối tượng. Tuy nhiên về bản chất ba cái đối tượng này vẫn là ba đối tượng rời, cho nên là nếu mà tôi bấm ra ngoài tôi không chọn nữa và sau đó tôi bấm trở lại chọn một đối tượng thì tôi chỉ chọn được một đối tượng ở trong nhóm ba này thôi. Mà cái đối tượng này thì sau khi sắp xếp thì tôi coi nó là một tổ hợp rồi, và tôi muốn là cái mối quan hệ này được duy trì một cách lâu bền hơn, chứ không phải lúc nào tôi cũng phải vẽ ra một vùng chọn để bao chọn lấy chúng nó như thế này nữa. Thế thì để duy trì một cái mối quan hệ nó bền chặt hơn giữa các đối tượng sau khi được sắp xếp như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh group. Lệnh group thì chúng ta có thể làm bằng mấy cách như sau: một là chọn các đối tượng, sau đó thì chúng ta vào menu object. Trong menu object thì các bạn tìm tới lệnh group đấy, và các bạn sẽ tìm thấy cái lệnh group object ở menu con này, phím tắt của nó là Ctrl G. Sau khi mà chúng ta group rồi thì lúc này các đối tượng này được coi là một nhóm với nhau, và kể cả tôi bấm ra ngoài tôi không chọn nữa, sau đó tôi bấm vào trong nhóm này, tôi bấm vào bất kỳ đối tượng nào ở trong các cái đối tượng con này trong nhóm thì cũng là chọn được cả nhóm, và do đó thì cái mối quan hệ này nó được khẳng định một cách bền vững hơn so với cái lúc đầu tiên khi chúng ta chưa group. Thế và cái gì nó có hai chiều đó, thì chọn rồi bỏ chọn đúng không, tô màu rồi bỏ tô màu vân vân, thế group rồi ăn group thì đấy cũng là một cái khái niệm luôn luôn là đi song hành với nhau, ghép vào nhau rồi. Nhưng đến lúc mà tôi muốn tháo dỡ nó ra để tôi làm một cái gì đó, để tôi điều chỉnh một cái gì đó thì tôi sẽ phải làm như thế nào. Ví dụ như bây giờ tôi không hài lòng với cái màu đỏ này, tôi muốn nó là màu tím chẳng hạn, nhưng tôi bấm vào đây và tôi tô màu tím chẳng hạn thì nó sẽ tô làm sao đây ạ, toàn bộ cả cái nhóm này chứ không phải là một cái hình mà tôi muốn. Do đó thì để thao tác thì chúng ta sẽ phải ăn group, chúng ta tháo nó ra vào menu object vào group. Lúc này thì do cái này đã là group rồi cho nên các lệnh hiện ra tiếp theo thì nó sẽ là ungroup.
Ở đây thì chúng ta sẽ thấy có hai cấp độ là ungroup object và ungroup all object. Một xíu nữa tôi sẽ giải thích. Chúng ta nhấn vào lệnh nào thì nó cũng tháo rời ra cả. Lệnh tắt là Ctrl U. Sau khi chúng ta tháo rời như thế này thì mỗi đối tượng lại trở về bản chất là một đối tượng riêng lẻ, và do đó chúng ta có thể tô màu riêng cho nó mà không ảnh hưởng tới các đối tượng còn lại. Tất nhiên sau khi mà điều chỉnh rồi thì chúng ta lại group nó trở lại, tại vì là đây chỉ là tôi thay đổi thuộc tính màu, tôi không thay đổi cái bố cục, sắp xếp tổng thể của cái nhóm này. Do đó nếu mà chỉnh xong màu thì thường là tôi sẽ lại phải Ctrl G tôi lại group nó lại. Thế còn lệnh group thì chúng ta có thể group bao nhiêu lần, bao nhiêu đối tượng với nhau, thì thực ra lệnh group không có giới hạn về số lượng đối tượng được group với nhau, không có giới hạn về bao nhiêu lần group. Đây ví dụ tôi có một group khác, sau khi mà tôi group nó vào với nhau thì tôi lại thích sắp xếp cái nhóm này với nhóm này nữa. Đấy, và bây giờ tôi lại có một tổ hợp nó phức tạp hơn so với cái ban đầu, và đến lúc mà sắp xếp xong rồi thì tôi lại chọn hai thằng và tôi group thêm một lần nữa. Vậy là tôi có hai group lại được group với nhau. Đấy. Thế bây giờ nếu như mà tôi tháo dỡ ra thì tôi sẽ làm như sau: vào object, vào group. Lúc này thì chúng ta có hai lựa chọn, một là ungroup object với cái phím tắt là Ctrl U chúng ta vừa mới nói vừa rồi, và lệnh thứ hai là ungroup all. Nếu mà tôi ungroup object thì tôi mới chỉ tháo được hai group ra khỏi cái quan hệ đó thôi, còn đối với mỗi cái nhóm này nó vẫn còn tồn tại một group nội tại của nó nữa. Và nếu như bây giờ tôi muốn chỉnh một cái đối tượng con ở trong đó thì tôi lại phải chọn cái group và tôi ungroup thêm một lần nữa. Thì lúc này tôi mới tháo dỡ được ra thành một cái đối tượng riêng lẻ với một cái cấp độ gọi là độc lập cuối cùng. Thế thì thao tác này thì nó mất nhiều thời giờ. Chính vì thế cho nên mà chúng ta mới có một cái thao tác gọi là thao tác ungroup all, là chính là vì thế. Khi mà có nhiều group nhiều cấp độ group thì bây giờ tôi chỉ cần là chọn cái đó, sau đó thì tôi vào group ungroup all, thì bất chấp nó không còn quan tâm là ở trong này chứa bao nhiêu group con và bao nhiêu tầng group vào nhau, nó sẽ tháo dỡ chỉ trong một lần duy nhất và trả tất cả các đối tượng trở về cái trạng thái độc lập nhỏ nhất. Đấy, bây giờ không còn thằng nào dính đến thằng nào nữa, đối tượng nào cũng quay trở về cái trạng thái là độc lập nguyên bản của nó cả. Đấy, và chúng ta sẽ có mấy cái hỗ trợ ở trên thanh property như thế này. Ngoài cái lệnh Ctrl G và Ctrl U hoặc là lệnh ở trong menu object thì chúng ta có mấy cái lệnh hỗ trợ ở trên này. Các bạn quan sát lên thanh property thì các bạn sẽ tìm thấy biểu tượng group object ở đây. Ở các phiên bản gần đây, phiên bản 7 thì nó đẩy ra đây, phiên bản 8 nó đẩy ra đây, còn từ phiên bản 6 thì nó sẽ nằm ở phía đầu phía này. Đấy. Biểu tượng vẫn thế thôi nhé, biểu tượng vẫn thế, không có gì khác, nó chỉ dịch chuyển chỗ một chút thôi. Thì khi tôi bấm vào đây thì là group, còn nếu mà tôi bấm vào đây thì nó sẽ hiện hai cái. Đối với một nhóm group thì nó sẽ không cho lệnh group nữa, trừ phi chúng ta chọn thêm đối tượng mới, và nó cho chúng ta hai cái lựa chọn là ungroup tương ứng với lại lệnh Ctrl U đây và ungroup all đây. Thì các bạn có thể thao tác nhanh hơn bằng cách là bấm vào các cái biểu tượng ở trên thanh property như thế này, không cần phải trỏ chuột quá nhiều, quá sâu để mà tìm cái lệnh ở bên trong menu nữa. Tuy nhiên là tôi vẫn không thích lắm cái lệnh ungroup này, trừ phi mà tôi đổi ý. Vì sao? Vì như chúng ta đã nói là một cái bản thiết kế thì nó có nhiều đối tượng lắm, cho nên là khi mà tôi tháo dỡ ra thì nó sẽ gặp một cái vấn đề nó tương đối nguy hiểm. Là gì ạ? Tháo ra rồi thì dễ, nhưng mà gom lại thì sẽ khó. Nếu như chỉ có vài đối tượng không thôi thì không sao, nhưng nếu mà chúng ta chồng chéo rất nhiều đối tượng khác nhau lên nhau thì tháo dễ bao nhiêu thì gom lại nó sẽ khó bấy nhiêu. Tại vì sẽ có hai khả năng xảy ra: một là tôi gom thiếu những cái đối tượng mà tôi cần, hai là tôi gom thừa và những đối tượng tôi không cần. Đây, bây giờ chúng ta xem lại một cái ví dụ như này để chúng ta hình dung nhé.
Qua đó chúng ta sẽ nhắc luôn lại cái bài cũ. Một đối tượng hình elip, nếu mà tôi giữ control tôi vẽ thì nó sẽ ra elip đặc biệt là hình tròn đó. Khi tôi điều chỉnh mà tôi giữ shift thì tôi chỉnh một bên, bên kia sẽ thu lại hoặc phóng ra tương ứng. Nếu một đối tượng được chọn mà lại bấm thêm một lần nữa thì sẽ xuất hiện tâm quay. Tâm quay là cái có thể nằm bên trong, cũng có thể là nằm bên ngoài đối tượng và là một cái thứ có thể di chuyển được. Do đó tôi có thể di chuyển tâm quay sang vị trí mới và đối tượng sẽ quay theo tâm đó. Bấm vào cái mũi tên hai đầu ở góc thì tôi sẽ quay được đối tượng. Nếu trong lúc quay tôi giữ phím Ctrl thì nó sẽ quay cưỡng bức theo góc 15 độ. Khi một đối tượng dịch chuyển sang khỏi vị trí gốc của nó, bất kể là move hay là rotate quay như thế này thì cũng là dịch chuyển rồi. Và khi một đối tượng dịch chuyển thì tôi có thể nhấp chuột phải để tôi nhân bản nó. Và khi một đối tượng đã được thực hiện như thế này thì tôi có thể lặp lại thao tác bằng lệnh Ctrl R. Với lệnh Ctrl R thì nó sẽ lặp lại y xì cái thao tác trước đó mà chúng ta đã làm. Thao tác này là một thao tác phức hợp bao gồm là quay đối tượng đi một góc 15 độ đồng thời phát sinh ra bản sao. Thì chúng ta cứ Ctrl R repeat nhắc lại thì chúng ta sẽ lặp lại được cái thao tác chúng ta vừa mới làm. Đến đây thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái bông hoa đó. Giữ an vẽ một cái vùng chọn chạm vào tất cả các đối tượng này, tôi chọn được tất cả các cánh hoa. Ctrl G tôi có thể group nó lại thành một đối tượng đó. Bây giờ thu lại cho nó nhỏ nhỏ xinh xinh để chúng ta tạo ra nhiều đối tượng nữa, đúng không? Bây giờ lại nhân bản này, nhấp chuột trái vào đây kéo sang vị trí mới, chuột phải nhân bản được một bông hoa mới. Bây giờ tôi lại group này, sau đó tôi lại kéo đây và tôi lại nhân bản, tôi sẽ lại tạo thành ra các bông hoa mới nữa, cũng group đi. Vậy bây giờ chúng ta có 4 bông hoa, 2 đỏ 2 vàng. Nhưng mà như thế này thì trông có buồn đó. Tôi muốn là tô mỗi bông là một màu thì rõ ràng bây giờ tôi muốn làm như thế này thì tôi lại phải ungroup ra, đúng không? Ungroup ra thì một lần ungroup thì tôi sẽ tháo được tổ hợp hoa này và tổ hợp hoa này. Bây giờ tôi lại muốn tháo cái này ra nữa để tôi tô màu thì tôi lại phải ungroup một lần nữa thì tôi tháo được cái hoa này và hoa này. Sau đó thì tôi mới chọn và tôi mới tô một màu mới cho cái bông hoa đã được ungroup. Và bây giờ muốn như thế nào thì chúng ta lại đặt vào đây và chúng ta lại làm sao đây ạ? Chọn và group trả lại. Như thế là thao tác gộp vào rồi tháo ra mất rất nhiều thời gian. Bây giờ tôi rất muốn là làm việc mà không cần phải tháo nó ra. Thứ nhất là đỡ thời gian, thứ hai nữa là nó tránh được cái tình trạng là có thể là tôi sẽ chọn thiếu cánh hoa hoặc là chọn thừa sang hoa khác chẳng hạn, cánh của hoa khác chẳng hạn. Thế thì bây giờ chúng ta làm như thế nào? Nếu mà không ungroup nó ra, không ungroup all nó ra thì chúng ta sẽ thao tác bằng cách là vẫn giữ nguyên cái sự group đó nhưng chúng ta sẽ can thiệp vào trong một cái đối tượng do chúng ta chọn. Bây giờ các bạn quan sát thao tác nhé. Ví dụ đối với bông hoa vàng chẳng hạn, bây giờ tôi muốn là tô màu cho nó không phải là một màu vàng duy nhất thế này, tôi muốn là một màu một cánh màu vàng, một cánh màu cam, một cánh màu vàng, một cánh màu cam, nó xen kẽ nhau, ví dụ như thế. Thế bây giờ tôi sẽ giải quyết vấn đề như sau. Trước hết là tôi giữ phím Ctrl và tôi kích vào một lần xem tôi chọn được cái gì. Khi chúng ta chọn một đối tượng đồng thời giữ phím Ctrl khi kích chuột vào thì chúng ta sẽ cô lập cái đối tượng được chọn đó ra khỏi, tạm thời tách nó ra khỏi cái mối quan hệ group. Nên nhớ là tạm thời thôi nhé. Bản chất thì nó vẫn là group đây, tại vì nếu mà tôi bấm ra ngoài này, sau đó thì tôi bấm chọn lại thì các bạn sẽ thấy rằng tôi vẫn chọn đủ 4 bông, có nghĩa là chúng nó vẫn cứ bị xích vào nhau chứ chúng nó chưa được tháo ra đâu. Tuy nhiên là khi mà tôi giữ phím Ctrl tôi kích vào thì tôi đã tạm thời tách được cái group nhỏ này ra khỏi cái group lớn và tôi có thể di chuyển nó, tôi có thể là chọn riêng được nó. Các bạn để ý có cái điều gì khác so với lại một cái đối tượng bình thường khi chúng ta chọn không ạ? Các bạn
xem trên hình, trên màn hình này các bạn thấy nó có cái điều gì khác không? Một đối tượng khi mà chúng ta chọn, nó sẽ xuất hiện 8 tay nắm điều khiển, nhưng mà 8 tay nắm điều khiển màu đen và hình vuông. Còn khi mà chúng ta chọn một đối tượng nào đó trong group mà không tháo nó ra thì vẫn có các tay nắm điều khiển bám xung quanh, nhưng lúc này các bạn nhìn thấy nó tròn chứ nó không phải vuông nữa. Đấy, nhìn là chúng ta phân biệt nhanh qua cái tay nắm điều khiển để chúng ta sẽ biết được nó có phải là đối tượng thuộc group hay không, hay là một đối tượng độc lập. Thế thì bây giờ tôi chọn được cái nhóm này rồi, nhưng mà như thế vẫn chưa đạt được yêu cầu của tôi đúng không? Đây vẫn là hai bông hoa, tôi tạm thời tôi tách nó ra khỏi hai bông kia thôi đã. Bây giờ nếu như tôi giữ control tôi kích thêm một lần nữa thì sao? Lúc này tôi sẽ chọn riêng được cái bông hoa vàng, không dính dáng gì đến bông hoa đỏ nữa. Nếu như bây giờ tôi tô cho nó màu khác nhá, ok, độc lập đó và không ảnh hưởng tới các bông hoa khác. Đến đây tôi lại muốn rằng là tôi tô cho một cánh hoa mà không ảnh hưởng tới những cánh còn lại của bông hoa, thì tôi lại giữ phím control tôi kích tiếp vào một cái cánh mà tôi cần. Thì lúc này đây các bạn nhìn thấy là tôi có thể tô một cái màu nào đó vào trong cái cánh hoa mà không ảnh hưởng tới những cánh xanh còn lại, ví dụ như thế. Thế như vậy là các bạn biết rằng là có thể lách qua những cái mối quan hệ group đó để chọn một đối tượng nhỏ ở trong group mà không làm ảnh hưởng tới những đối tượng còn lại trong nhóm. Thế nhưng mà nếu như đây là một cái group nhiều tầng phức tạp thì mỗi một lần giữ control click vào thì tôi sẽ bỏ qua được một tầng group vốn có để đi sâu vào bên trong. Đấy. Và bây giờ nếu như mà chúng ta muốn làm nhiều cánh thì sao? Control này, Shift này. Đấy. Shift là để chọn nhiều, Control là để tách mạch nó ra. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cứ giữ như thế này và chúng ta chọn ví dụ cách cánh đi. Ví dụ như thế thì chúng ta có thể là tô theo kiểu như này, tôi có thể tô được các cánh hoa xen kẽ nhau với màu khác nhau mà nó không ảnh hưởng gì tới cái mối quan hệ của cái group xung quanh, nó chỉ can thiệp vào cái bông hoa tôi muốn xử lý thôi, các bông còn lại vẫn nguyên vẹn, đúng không? Bây giờ tôi lại sắp xếp trả nó lại này, ví dụ giữ control click vào đây, vậy tôi chọn được nhóm này, giả nó về cái quan hệ cũ đến đây thì nó vẫn là một nhóm với nhau và tôi không phải ăn group, cũng không phải group trả này nữa. Đấy thì nó an toàn hơn ở một cấp độ là không sợ rằng giã ra sau đó thì lấy nhầm một cánh hoa đỏ hay cánh hoa xanh hay cánh hoa tím khác, ví dụ như thế. Thì đây là cái cách mà chúng ta có thể là tránh cái việc ăn group một đối tượng ra mà vẫn có thể can thiệp được vào chi tiết của nó. Đấy các bạn, bây giờ lại thử nghiệm giúp tôi một ví dụ tương đối đơn giản này.